Xin chào, các bạn đang theo dõi S90. Trong sự kiện Mobistar Tech Forum vừa diễn ra, đại diện từ MediaTek đã giới thiệu những công nghệ mới trên con chip Helio X20 cao cấp nhất. Và ngay sau đây sẽ là 3 công nghệ nổi bật nhất trên con chip này. Đầu tiên sẽ là công nghệ hiển thị màn hình với 120 khung hình trên giây, cao hơn nhiều so với những smartphone cao cấp nhất hiện tại, kể cả iPhone 6 Plus vốn chỉ với 60fps. Với số khung hình cao như vậy nên những tác vụ sử dụng màn hình thông thường và thao tác zoom in zoom out bên trong ứng dụng như xem bản đồ, lướt web sẽ vô cùng mượt mà. Khi phóng to màn hình thì hình ảnh cũng mượt hơn và nội dung chữ vẫn được hiển thị rất rõ ràng. Công nghệ mới cũng giúp mắt của người dùng giảm điều tiết, giúp mắt đỡ mỏi hơn và hiển nhiên sẽ là tốt hơn cho sức khỏe. Tiếp đến là công nghệ lấy nét cực kỳ nhanh Instant Focus. Theo MediaTek thì công nghệ mới sẽ giúp tăng tốc độ bắt nét của camera trên smartphone. Với thiết bị sử dụng chip Helio thế hệ mới bên tay trái và một smartphone khác trên thị trường bên tay phải, cả hai cùng bắt nét tự động một hình ảnh chuyển động. Và kết quả cũng khá rõ ràng khi công nghệ Instant Focus mới giúp camera nhanh chóng bắt nét được chủ thể chính và ngay sau đó sẽ là bắt nét phần hậu cảnh phía sau với tốc độ rất ấn tượng. Và cuối cùng là một tính năng mới giúp người dùng có thể đo được nhịp tim mà không cần phải đụng vào điện thoại. Bằng cách sử dụng camera trước, chiếc điện thoại sẽ quét khuôn mặt của người dùng. Con chip xử lý Helio bên trong sẽ nhận dạng sự biến đổi màu sắc trên khuôn mặt hình thành bởi sự lưu thông máu dưới da, từ đó xử lý và đưa ra kết quả đo nhịp tim cuối cùng. Trên thực tế thì khả năng đo nhịp tim vẫn chưa thực sự phổ biến, nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng với sự vượt trội trên dòng chip xử lý mới, những tính năng theo dõi sức khỏe sẽ trở nên tiện lợi hơn, không cần tích hợp thêm cảm biến bên ngoài và giúp giảm giá thành của sản phẩm. Và đó là tất cả nội dung trong video hôm nay. Hãy like và subscribe để ủng hộ S90. Xin chào và hẹn gặp lại.